Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Xinh xẻo, ngoan hiền như Vi không biết ai yêu không? Lời ngọt ngào của hoa hậu khiến các chàng trai khó có thể chối từ. Trần Tiểu Vi là một trong những hoa hậu nổi tiếng hiện nay. Người đẹp sinh năm 2000 được biết đến sau khi đoạt vương miện Hoa hậu Việt Nam 2018 và lọt vào top 30 người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Thế giới cùng năm. Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vi không chỉ được yêu thích với nhan sắc rực rỡ ở tuổi 19, đời tư tình ái của Trần Tiểu Vi cũng nhận được sự quan tâm. Nhưng thật bất ngờ, một cô gái xinh đẹp như vậy lại chưa từng có bạn trai trong suốt 19 năm qua. Nếu nói là tôi hế suốt 19 năm qua mọi người có tin không? Sự thật là tôi chưa có người yêu, hoa hậu ngậm ngùi thừa nhận trên vở ho vờ hồi đầu tháng 4 năm 2019. Có lẽ do hế ẩm quá lâu nên thời gian gần đây Tiểu Vi liên tục thả thính trên mạng xã hội với mong muốn cải thiện cục diện. Hoa hậu không mở lời thì thôi, chứ toàn quăng thính thơm như thế này thì đảm bảo không ít anh chàng độc thân tình nguyện xin chết. Ánh mắt này có làm ai rung động, status quá đỗi ngọt ngào từ nàng hậu mới. Ai đỡ hộ Vi đi, sắp ngã đến nơi rồi này. Tiểu Vi yên tâm, các chàng trai sẽ xếp hàng dài để chờ đỡ thôi. Đương kim hoa hậu Việt Nam lại tiếp tục thả thính, thấy mà không yêu kiếp sau bị cô liêu nẻ. Tiểu Vi lại rót mật vào thai các chàng trai, có rất nhiều cách để hạnh phúc. Cách nhanh nhất là hãy ngắm em. Và rồi lại tung chiêu, ngày thất tịch, đậu đỏ thì cũng ăn rồi mà vẫn phải đi vòng vòng tìm cậu đây nè. Em không mơ những thứ cao xa, rực hồng, sắc màu. Sau lưng ai em thấy trong em bình yên đây. Rồi đến giờ mê trai, đau đầu quá đi, chỉ vì nhìn thấy một chàng trai. Rồi cô ấy lại triết lý tình yêu, đôi khi tất cả điều bạn cần là một ai đó có thể làm bạn cười. Xinh xẻo, ngoan, hiền như Vi Hồng biết có ai yêu không? Màn thả thính siêu đẳng của hoa hậu sinh năm 2000. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.